xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món lẩu rất là thu hút được số đông người yêu thích nha các bạn. Đó là món lẩu chao chay. Đây là nấm rùi gà, nấm rơm. Thì tùy theo sở thích của các bạn có thể là tùy ý lựa chọn những cái loại nấm mà các bạn yêu thích nha. Có thể là nấm bào ngư vân vân. Tiếp theo nữa là những loại rau ăn kèm như là mồng tơi, cải bẹ xanh, rồi cải thảo. Rồi đây là đậu hũ non nè các bạn. Các bạn cũng có thể là thay thế bằng đậu hũ vàng cũng được. Rồi đây là mì chay, hoặc là các bạn ăn với bún cũng được nha. Rồi đây là những cái loại rau topping để mình ăn với cái món lẩu chao chay ngày hôm nay. Tiếp theo thì mình chia sẻ đến với các bạn chi tiết những cái nguyên liệu để mình làm sốt nấu nước lẩu. Ở đây mình có là 150g chao, và cái chao là chiếm là 120g nha. Còn lại là 30g nước nha các bạn. Ở đây là tương hột là 100g, sả 3 muỗng canh, 1 muỗng canh ớt sừng băm nhuyễn, rồi 1 muỗng canh gừng băm nhuyễn, 1,5 muỗng canh hạt nêm chay được làm từ nấm, 1 muỗng canh đường phèn, và mình sẽ kết hợp thêm với nước dừa tươi. Các bạn sẽ cho hết 150g chao vào trong cối để mình xay. 100g tương hột, cho vào đây 1 muỗng canh đường. Các bạn cho vào đây 1 nửa hạt nêm chay. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi xay mịn. Các bạn nhớ là mình sẽ xay cho thật là mịn nha. Như vậy thì cái nước lẩu chay của mình nó sẽ không có bị lợn cợn khó chịu á. Mình tăng tốc từ từ nha các bạn, cho đến khi các bạn thấy là cái sốt của mình mịn như thế này luôn là được nha các bạn. Màu rất là đẹp ha. Chao thì mặn nhưng mà tương hột á mặn nhưng mà có cái hậu ngọt nữa các bạn. Cho nên là khi kết hợp với chao á thì rất là ngon luôn nha. Cái món lẩu chay với cái công thức này rất là tuyệt vời, các bạn hãy thử vào bếp và áp dụng nha. Và đừng quên quay lại comment cho mình biết kết quả nha các bạn. Đây, các bạn bắt nồi lên. Đây là nồi nấu lẩu nha các bạn. Bây giờ các bạn cho vào đây một ít dầu ăn. Chờ dầu nóng thì các bạn sẽ cho sả băm vào, 3 muỗng canh sả băm. Rồi sả bắt đầu thơm rồi đó các bạn. Giờ các bạn cho gừng băm vào luôn. Sả bắt đầu chuyển vàng thì các bạn cho ớt băm vào. Ớt sừng thì chỉ hơi the the thôi các bạn. Rồi hỗn hợp sả, gừng, ớt đã bắt đầu thơm. Lúc này thì các bạn chỉnh về mức lửa liu riu, mức lửa nhỏ nhất. Sau đó thì các bạn sẽ cho hỗn hợp nước sốt vào. Rồi các bạn có thể là tăng lên mức lửa nhỏ vừa, lửa lớn hơn một tí các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ xào hỗn hợp nước sốt này khoảng 2 phút, giúp cho nước sốt dậy mùi thơm nha. Rồi sau khi các bạn khuấy sốt 2 phút với lửa nhỏ, lúc này thì nước sốt của mình đã dậy mùi thơm rồi. Bây giờ các bạn có thể là cho nước dừa tươi vào nha. Rồi hôm nay mình cho vào đây 1,5 lít nước dừa tươi. Rồi bây giờ các bạn sẽ chờ cho nước sốt của mình sôi bùng lên. Chờ sôi bùng lên sau đó thì các bạn sẽ nêm nếm trở lại xem là gia vị như thế này đã hợp với khẩu vị gia đình các bạn chưa nha. Rồi nước lẩu đã bắt đầu sôi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm nếm trở lại nha. Mình thấy là vẫn còn nhạt đó các bạn, cho nên là mình sẽ cho hết hạt nêm còn lại vào luôn. Rồi các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành xong nước lẩu rồi. Khi nào ăn thì các bạn chỉ cần cho trực tiếp những cái topping ăn kèm vào, hoặc là các bạn có thể là cho ra một cái thố riêng. Thường thì gia đình của mình sẽ ăn bằng thố đất nha. Mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ cho nước lẩu vào bấy nhiêu nha các bạn. Rồi lúc này thì các bạn chỉ cần cho lên bếp và chờ sôi bùng trở lại là mình đã có thể thưởng thức rồi đó các bạn. Rồi nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn chay của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một món ăn chay thật là ngon, thanh đạm và đơn giản để thực hiện như thế này nha. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn xin hãy comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để phản hồi đến với các bạn. Một lần nữa chúc tất cả các bạn thành công và ngon miệng. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu xem hết video của mình ngày hôm nay.
Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!